mà sư đã đăng lên ha. Còn cái thứ hai là cái việc gửi tro cốt ở lên chùa. Cái ý nghĩa của việc này đó đó là tạo nên cái mối liên kết của quý vị đối với ngôi chùa. Để quý vị thường xuyên đến chùa, thăm hũ cốt mà, thường xuyên đến chùa. Rồi nhờ quý vị thường đến chùa như vậy, quý vị có nhiều cơ hội để tạo các công đức, ví dụ như bố thí cúng dường, ví dụ như nghe pháp, rồi ví dụ như là phục vụ, cung kính, đấy, rồi hồi hướng, thì đó là cái cơ hội cho quý vị khi mà chúng ta đến một cái ngôi chùa. Cho nên cái việc gửi hũ cốt vào chùa nó chỉ mang ý nghĩa liên kết giữa mình và nhà chùa, để khi mà mình vào cái ngôi chùa đó, chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta làm các thiện pháp. Còn cái chuyện mà nó có lợi ích gì cho người chết hay không thì nó chỉ có một lợi ích khi mà quý vị đến chùa làm phước, sau đó quý vị hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc của mình. Nhờ như vậy đó thì thân bằng quyến thuộc mà đã quá vãng sẽ nhận được cái phước hồi hướng đó. Chứ còn bản thân cái chuyện hũ cốt nằm ở trong chùa á, thì chư tăng có tụng kinh mỗi ngày, chư tăng có tu hành như thế nào đi chăng nữa thì cũng không dính dáng gì tới hũ cốt hết. Tại vì như sư nói rồi, cái chúng sanh thì chết rồi họ đi theo nghiệp, họ không có bám vào hũ cốt đó đâu. Cho nên là dù cho quý vị có bỏ luôn cái tro khi mà quý vị có thiêu á, quý vị bỏ luôn, không lấy tro, không lấy cốt, cũng không dính dáng gì hết. Tại vì chúng sanh đó đã đi theo nghiệp của mình rồi. Sẵn đây sư có một cái suy nghĩ thôi, suy nghĩ cá nhân của sư thôi. Cái mùa dịch này đó, nhiều người họ khánh kiệt tài sản, không còn tiền bạc nữa. Mà sư không nghĩ, sư không hiểu là người ta bất nhân như thế nào đó mà người ta kiếm sống với cả những người chết vì cái dịch bệnh Covid. Một người thân mà chết vì Covid, cái dịch vụ mai táng họ hét lên tới vài chục triệu đồng. Nhất là đối với những gia đình mà khánh kiệt tài sản thì không biết là mình phải làm như thế nào. Phải nói là cái chuyện đó nó rất là tổn phước. Nó đưa đến với sư một cái suy nghĩ đó là khi người thân mình mất á, mất do Covid như vậy thì đương nhiên nó đã là một cái chuyện đau lòng, nhưng mà mình đâu có gặp được người thân của mình đâu. Có gặp được thì giỏi lắm là tới hồi người ta gửi hũ cốt về mình mới cầm được cái hũ cốt thôi, chứ mình không nhìn được người thân. Như vậy thì cái chuyện mà đưa vào trong cái hòm cho nó tốt để làm cái gì? Nếu là đem đi thiêu, đem đi thiêu, tôi nghĩ là người ta vẽ ra cái chuyện mà để cái hòm á. Tại vì nếu như mà bình thường thì mình chỉ cần một cái hộp gỗ đơn giản thôi, để chứa đựng cái thi hài người thân mình vào, một cái hộp gỗ đơn giản là để chi, để có cái cầm nắm rồi mình đưa vào ở trong cái lò thiêu. Mà ở bệnh viện thì họ có cái túi chuyên dụng để đựng tử thi rồi, thì nếu như mà mình lịch sự nữa, mình để trong một cái hòm gỗ đơn giản thôi, 6 cái tấm gỗ đơn giản rồi mình đẩy vào trong cái lò thiêu. Người ta thiêu bằng điện mà, người ta đâu có thiêu bằng gỗ đâu mà cần gỗ để mà nó trợ thiêu đấy. Như vậy đó thì tẩm liệm để làm gì? Cái chuyện tẩm liệm để làm gì mà mình sẽ tốn rất nhiều tiền vào trong đó, rồi kiếm cho cái hòm nó thiệt là tốt để làm cái gì, trong khi mình không nhìn thấy, mình không nhìn thấy, còn cái người xài á, thì họ cũng không biết. Tại vì người chết rồi họ đâu cần hòm đẹp để làm gì. Để vào chỉ làm một chuyện, đó là đưa thi hài từ cái nơi bệnh đưa vào trong lò thiêu, thiêu xong rồi đưa hũ cốt về cho mình. Tức là mình giỏi lắm mình chỉ cần cái hũ cốt thôi,
Thì tại sao mình phải tốn vài chục triệu đồng như vậy? Và tại sao người ta phải vẽ ra chuyện để mà tốn vài chục triệu đồng như vậy? Thì suy nghĩ đây là một cái chuyện bất cập. Và nói nó kỳ chứ suy nghĩ nó giống như con cình cền. Rất là thiếu cái tâm từ đối với nhau, nhất là trong cái thời buổi khó khăn này. Thành ra sư nói đó, sư nói nó kỳ chứ. Trong trường hợp giả sử nha, giả sử ông sư Hạnh Tuệ ổng dính Covid F0, ổng rơi, ổng nằm ở trong bệnh viện rồi ổng chết chồng. Ông sư Hạnh Tuệ này nè, thì người ta có đòi vài chục triệu gì, cái nó để cái xác đó cho mấy người luôn, mấy người muốn làm gì mấy người làm đấy, để cho nó thôi, nó sình nó thúi, cũng không không dính dáng gì hết. Xin nói thiệt, cái thân này nè, sư đang nói cái thân này, sư không nói cái thân của ai hết nha, sư đang nói cái thân này. Giả người ta có kêu vài chục triệu gì, nó bây giờ tôi không có tiền quăng bừa đi, nó có sình nó thối đi chăng nữa đó ha, thì nó cũng không dính dáng gì tới ông sư Hạnh Tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đó, công Hạnh Tuệ này nè, ông đi tái sanh ở chỗ khác rồi, có phước. À, có phước có tu nhờ cái nghiệp cũ, nghiệp thiện cũ, ổng có thể ổng đi lên. Nhưng mà nếu như mà ổng cái ác nghiệp nào đó nó trổ, ổng đi xuống, ổng chui xuống dưới cống, ổng chui xuống dưới hang ổng ở, hoặc là ổng chui vô chảo ổng ở rồi, chứ ổng không có còn ở đây đâu. Cho nên cái chuyện là mà có thiêu hay không có thiêu, có giải quyết như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì tới ổng hết trơn á. Rồi thậm chí có thiêu, có lấy cốt hay là bỏ cái hũ cốt đó bỏ chung với thì bỏ vào đống rác cũng không có sao hết trơn, không ảnh hưởng gì hết trơn á. Sư đang nói ông Hạnh Tuệ này nè đấy, để cho quý vị hiểu và quý vị có một cái chánh kiến, để không có cần phải thương xót gì, không cần phải thương xót gì trong trường hợp ông Hạnh Tuệ này mà ông có chết do Covid đi chăng nữa, mà người ta có hành xử với cái thân tứ đại này như thế nào thì không dính dáng gì hết, nó thẳng như vậy. Và như sư nói đó, cái lợi ích duy nhất của chuyện quý vị gửi cho cốt lên chùa, mà cái lợi ích cho người chết đó là do cái mối liên kết với nhà chùa. Quý vị đến chùa làm các việc công đức như là bố thí, cúng dường, nghe pháp, hồi hướng, phục vụ, rồi quý vị đem cái phần phước đó, quý vị hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Nhờ như vậy, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng như vậy đó sẽ hưởng được cái phước hồi hướng. Sư nhớ có một vị trưởng lão, sư quên mất không nhớ cụ thể là vị nào, khi mà vị này biết là mình sắp mất á, vị này mới kêu con gái và đệ tử làm phước gia tăng, và chư tăng thì tụng kinh ở dưới cội bồ đề và làm phước gia tăng cúng dường đấy. Và sau khi vị này mất cũng y chang như vậy, cũng y chang vậy đó. Lỡ ông Hạnh Tuệ này ổng có chết vì Covid rồi, cái xác ổng cứ quăng hư thối ở chỗ nào đó, quý vị mà có còn thương sư á, chỉ là một chuyện thôi ha, làm phước cúng dường đến chư tăng mười phương, và hồi hướng cái phước đó cho cái ông sư Hạnh Tuệ. Ổng lỡ ổng có nhờ cái phước thiện ổng lên trên thì mừng, còn lỡ ổng có chui xuống chảo, chui xuống hang, chui xuống hốc, chui xuống chỗ này chỗ kia thì mong cho ổng nhận được phước hồi hướng mà ổng sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì đó là cái chuyện duy nhất có ý nghĩa mà quý vị có thể làm. Còn ba cái chuyện than khóc, thậm chí là bỏ vài chục triệu mà lo cho cái tấm thân tứ đại của ông Hạnh Tuệ này thì nó không cần thiết, xin nói thiệt á ha. Hiểu ý nghĩa đó thì mình đỡ khổ rất là nhiều. Mỗi lần nghĩ đến cái chuyện người ta đã như vậy rồi mà mình còn bày còn vẽ, thấy nó tội hết sức thiệt.